thấy được một điều khi đi leo núi là chúng ta cần phải đi đá bóng nhiều hơn nữa mỗi tuần. Công trình kiến trúc ở đây rất là đồ sộ và hoành tráng, rất là đẹp. Đây là nơi chỗ mình đang đứng ở tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật này rất là to, rất là đẹp. Sáng hôm nay mình sẽ là leo núi ở đây, thì mình sẽ quay lại cho các bạn thấy được quá trình leo núi như thế nào và mời mọi người cùng theo dõi. Bây giờ đang là 8 giờ sáng nên trời cũng rất là mát. Rất là mệt. Mới có 1 phần 10 thôi. Còn nhiều lắm. Đây là đường đá. Mới có một đoạn thôi, nhưng mà mình thấy được vấn đề là bình thường chúng ta cần phải đi đá bóng, phải đi đá bóng nhiều hơn nữa mới có sức để leo núi, chứ mệt quá. Rất là dốc. Đúng là cần phải có cái cây chống lên như vậy. Kêu ghê bảo. Sao mà người Nam lại nói tiếng Bắc? Sẽ đi hướng bên này lên. Có nắng lên đây. Phiến đá đây rất là cao. Đến nửa đường rồi. Có lẽ được nửa đường rồi. Đây mấy cái hốc đá này nhiều lắm. Được nửa đường rồi. Bàn tay chào nè. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Come on. Bạn đó đi chậm nhất. Chúng ta nên cái cây bụt nên cái cỡ cây 80 là bắt đầu nó đã phai phủ rồi. Nó dễ đi hơn. Nên cái cây 102. Đi. Mình thấy được một điều khi đi leo núi chúng ta cần phải đi đá bóng nhiều hơn nữa mỗi tuần. Rất là mệt.
gần lên đến đỉnh này. Kiên trì. Tiếp tục bước, cố gắng bước từng bước một. Đây là rất là xa so với dưới chân núi, được 2/3 quãng đường rồi. Nếu như các bạn mà có đi leo núi á thì hãy nhớ về bạn đồng hành của mình. Hãy cân nhắc trước khi chọn bạn đồng hành đi leo núi. Bởi vì bạn đồng hành mà yếu, chúng ta sẽ đợi rất là lâu. Và chúng ta phải support cho bạn đồng hành thì quãng đường chúng ta lên núi sẽ rất là lâu. Nên nếu có bạn đồng hành đi cùng thì hãy lựa chọn bạn leo núi thật tốt vào để cùng nhau chinh phục những tảng đá, những bước chân từng bước một. Ui da, ở đây mà trượt chân là thôi ạ, càng ngày càng cao. Giờ là nếu không đi được thì hãy bước từng bước nhỏ một, nhưng mà bước không được nữa thì hãy ráng bò lên rồi cũng sẽ lên đến đỉnh thôi. Lên đến đích rồi. Cột này là cột mốc 100 rồi. Cột mốc 100 rồi. Kiên trì. Kiên trì thì sẽ đi lên tới đích thôi. Hiện tại thì mình đã lên đến đỉnh núi Bà Đen, trên tượng đài. Thì bây giờ cùng mình đi khám phá, tham quan kiến trúc và khách du lịch ở đây sẽ xem họ du lịch như thế nào và một vài khung cảnh đẹp ở trên núi Bà Đen này nhé. Ok, let's go. Phía sau lưng mình đây là tượng đài Chúa Bà. Công trình kiến trúc ở đây rất là đồ sộ và hoành tráng, rất là đẹp. Mình sẽ đi quay lại hết cho mọi người thấy được là quý vị khi những cái kiến trúc ở đây rất là họ làm rất là đẹp. Nhưng vui lòng không chiếu tia laser lên màn hình máy vợt phía bên trên. Trong quá trình xem trình chiếu, quý khách nào có nhu cầu di chuyển ra phía bên ngoài, vui lòng đi đến cửa lớn ở lối này, em sẽ hỗ trợ.
Tại đây, quý khách sẽ được chiêm bái 83 pho tượng Phật đồng, chính giữa là tượng Quan Âm, Thiên Thủ, Thiên Nhãn, tượng mang phong cách mỹ thuật Phật giáo Việt Nam vào thế kỷ 17 và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào ngày 1 tháng 12 năm 2012. Bên trái của quý khách là Kim Đồng, bên phải là Ngọc Nữ, cùng 80 vị quan thế âm Bồ Tát tự xung quanh. Mọi vị đều mang một hình tượng và hạnh nguyện riêng, tùy theo mong cầu của chúng sanh mà hiện thân quá độ. Xin giới thiệu với quý khách, phía bên trên này là hệ thống trình chiếu mái vòm được sử dụng trong không gian Phật giáo lần đầu tiên trên thế giới. Tại đây, quý khách sẽ được tìm hiểu khám phá vũ trụ, giải ngân hà, các hành tinh trong hệ mặt trời và cuối cùng là trái đất, là nơi mà chúng ta đang sinh sống qua 5 phút trình chiếu. Vũ trụ không chỉ tương thích với tâm linh mà đó còn là một nguồn tâm linh sâu sắc. Xin cảm ơn quý khách đã lắng nghe, kính chúc quý khách và gia đình có một chuyến tham quan thật thú vị tại sân khấu. Đây là phòng trưng bày hạt xá lợi. Hạt xá lợi này có nhiều kích thước khác nhau. Hạt xá lợi được hình thành sau khi các nhà sư cao tăng Đức Độ được hòa thiêu thì biến hóa thành hạt xá lợi này. Đến bây giờ thì các nhà khoa học chưa chứng minh được tại sao lại có hạt xá lợi này. Tượng Phật Di Lặc, tượng Phật này rất là to, nhìn rất là đẹp. Ở phía sau lưng mình, ở đây đẹp lắm. Đây, họ làm rất là cầu kỳ. Ở đây thực sự là đánh giá 5 sao về kiến trúc công trình rất là đẹp. Làm thác nước cũng đẹp này nhé, phun sương, hệ thống phun sương. Đến đây chụp hình ấy, nhiều góc đẹp lắm luôn. Việt Nam mà có công trình như thế này phải là xứng đáng 10 điểm.
đây, để xong nhìn đây đó. Đó tháp cao đài. Một trong những tòa tháp lớn nhất của đảo Hải Cao Đài. Nó nằm ở tỉnh Tây Ninh. Nhìn rất to và đẹp đúng không ạ? To, đẹp và dài. Vòng trời ở tòa tháp, khu tòa tháp. Rất là vui.